Minh Phúc xin được chào mừng tất cả quý vị khán giả đang theo dõi Cửa sổ Công nghệ trên FBNC. Và như thường lệ, chúng ta hãy cùng mở đầu chương trình với những thông tin chính ngay sau đây. Sprout, máy tính tương tác ảo không chuột không bàn phím. Câu chuyện về xu hướng mở rộng kinh doanh nhờ vào Internet của các doanh nghiệp nhỏ. Hướng dẫn biến smartphone Android thành remote điều khiển máy ảnh DSLR. Và chúng ta cùng nhau mở đầu chương trình ngày hôm nay, chuyên mục tuần này có gì mới. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng xem một chiếc máy tính để bàn khá là thú vị, không sử dụng bàn phím, cũng không có chuột. Thay vào đó, máy sẽ tương tác ảo với người dùng qua một bàn rê cảm ứng và tích hợp cả tính năng quét 3D. Chào quý vị, như Vĩnh Phú đã giới thiệu thì sản phẩm của chúng ta hôm nay trong chuyên mục tuần này có gì mới sẽ là một chiếc máy tính không dùng chuột, cũng không dùng bàn phím của HP có tên là Sprout. Và máy tính này sử dụng công nghệ 3D đi kèm với công nghệ tương tác ảo để mang lại cho người dùng những trải nghiệm hết sức thú vị và đặc biệt hữu ích đối với những ai đang làm trong ngành thiết kế và đồ họa. Nhìn bên ngoài, máy tính Sprout vừa lạ lại vừa quen. Các điểm quen thuộc là màn hình cảm ứng 20 inch, độ phân giải 1024x768 pixel và hệ điều hành Windows 8.1. Nhưng điểm khác biệt của máy tính này so với những máy tính khác là ở trên đầu màn hình có gắn thêm một thiết bị scan 3D với ống kính Intel RealSense. Máy scan này tương tác với một tấm rê cảm ứng đa điểm ở phía dưới. Và tấm cảm ứng này thay thế hoàn toàn cho bàn phím và chuột. Chúng ta có thể sử dụng bàn phím ảo trên đó một cách dễ dàng. Khi để một vật thể thực ngay tấm cảm ứng và bấm scan, thì ngay lập tức hình ảnh của vật thể đó sẽ hiển thị trên màn hình, dễ dàng để chúng ta chỉnh sửa theo ý muốn. Và nếu không thích sử dụng màn hình lớn, người dùng có thể kéo hình ảnh từ màn hình đó xuống tấm cảm ứng và thao tác ngay trên tấm cảm ứng đó, vì lúc này tấm cảm ứng đã trở thành một màn hình thứ hai. Ngoài ra, khi scan sách, báo thì máy sẽ tách phần chữ ra, biến nó thành một văn bản file Word hoặc là file PowerPoint bình thường, hỗ trợ người dùng chỉnh sửa ngay sau khi scan văn bản. Thưa quý vị, tính năng scan và sự kết hợp giữa màn hình và tấm cảm ứng chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho người dùng trong công việc và đặc biệt hữu ích đối với những ai đang làm trong ngành mỹ thuật, thiết kế và đồ họa. Tuy nhiên, một điều khá đáng tiếc là hiện tại tính năng scan 3D của máy vẫn chưa được phát huy tối đa. Bởi lẽ phần mềm 3D Capture hiện vẫn chỉ đang trong quá trình thử nghiệm và mới chỉ ra mắt phiên bản dùng thử. Ví dụ khi scan một quả bóng đồ chơi hay là một con hạt giấy thì hình ảnh hiển thị tương đối chi tiết, rõ nét. Chính vì thế mọi người rất chờ đợi vào bản hoàn chỉnh của ứng dụng 3D Capture cũng như là tính năng scan 3D của máy tính Sprout. Và để phát huy tối đa sức mạnh của sản phẩm này, nhà sản xuất HP cần phải xây dựng một kho ứng dụng để hỗ trợ sản phẩm. Hiện tại thì hãng đang hợp tác với DreamWorks Animation, JetStarWorks Gameplay, Martha Starworks Craft Studio và nhiều hãng thiên về đồ họa khác để phát triển các phần mềm về đồ họa, thiết kế và game. Bên cạnh việc kết hợp thêm máy scan 3D và tấm rê cảm ứng, máy tính Sprout của HP vẫn là một máy tính đúng nghĩa với một màn hình độ nét cao và có cấu hình cực mạnh. Máy chạy vi xử lý Intel Core i7, đồ họa Nvidia, RAM 8GB, ổ cứng 1T, 4 cổng USB và có tất cả các cổng kết nối cần thiết khác, ví dụ như là HDMI hay là Ethernet. Chúng ta vẫn có thể sử dụng máy tính này như một PC bình thường. Chỉ khác là thay vì sử dụng chuột thì chúng ta có thể thao tác ngay trên màn hình cảm ứng. Và thay vì dùng bàn phím thực thì bây giờ chúng ta sẽ dùng một bàn phím ảo được tích hợp ngay trên tấm rê cảm biến của máy. Thưa quý vị, sản phẩm máy tính để bàn không sử dụng bàn phím, không sử dụng chuột, tích hợp máy scan 3D và có công nghệ tương tác ảo là một nỗ lực của HP trên thị trường PC. Có lẽ nhà sản xuất này muốn chứng tỏ rằng những chiếc máy tính để bàn vẫn có thể bắt kịp các công nghệ mới và phát huy sức mạnh của mình trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, có lẽ trong tương lai, khi mà công nghệ in 3D phát triển hơn,
thì sản phẩm này, máy tính Sprout của HP sẽ có nhiều đất diễn. Còn ở thời điểm hiện tại, khi mà nó có mức giá lên tới 1.900 đô la Mỹ thì chắc chắn đây sẽ không phải là một sự lựa chọn của số đông và cũng khó có thể để cho HP làm sôi động và kéo lại doanh số mảng PC của mình trong thời điểm hiện tại. Xin được cảm ơn Hồng Hoa với một chiếc máy tính khá thú vị của HP. Thưa quý vị, đến đây thì nội dung trong phần 1 của Cửa sổ công nghệ cũng đã kết thúc. Trong phần tiếp theo sẽ có những thông tin chính ngay sau đây. Chiếc du thuyền thông minh đầu tiên trên thế giới. Triển lãm và diễn đàn quốc tế về nước Vietwater 2014 những kỳ vọng về vấn đề cấp thoát và xử lý nước.